Anh đừng nhìn, gầy mất 4 cân thịt. Sao mới gầy có 4 cân thịt? Gầy ít quá. Gầy nữa thì thành da bọc xương. Ngồi đi. Hiệu trưởng, em có phải phục viên không? Ý cậu thế nào? Sao không nói gì nữa? Lãnh đạo ơi, giờ anh bảo em phải nói gì chứ? Vẫn còn kịp. Giờ đổi ý vẫn còn kịp. Thôi, không đổi nữa. Đổi đi đổi lại giống như phần tử đầu cơ. Về quê có gì không tốt? Về quê vẫn có thể làm cách mạng. Coi như cậu may mắn gặp được cứu tinh rồi. Đơn xin kết hôn của cậu được duyệt rồi. Là chính tay chính ủy cơ sở phê duyệt. Thật sao? Hiệu trưởng, anh không đùa em chứ? Tôi đâu có thời gian đùa với cậu. Cậu tự xem đi. Cậu đừng vui mừng sớm quá. Việc thăng quân hàm tiếp theo của cậu cũng tan rồi. Tan thì tan. Chỉ cần có thể giữ được bộ quân phục này, bảo em làm lính lại từ đầu em cũng vui vẻ. Giờ lại cao giọng nhỉ? Không phải em cao giọng, em nói thật lòng mà. Người anh em, cậu phải chuẩn bị tư tưởng. Lấy một người vợ như thế, sau này vấn đề thăng chức của cậu chắc chắn bị ảnh hưởng. Ảnh hưởng thì ảnh hưởng. Đâu có chuyện tốt gì cũng đều để một mình em hưởng hết chứ. Trung đoàn trưởng Giang, anh làm gì thế? Để tôi, nhà ăn chỗ tôi nhập ít bột mì trắng, tôi tiện thể mua một ít. Lâu lắm không ăn loại mì đó. Giờ các cửa hàng lương thực không bán nữa. Nông dân mang lương thực đến rồi lại còn là bột mì trắng nữa. Chị cười cái gì? Cười thì đừng có ăn. Trung đoàn trưởng Giang, anh khách sáo quá. Không sao, để tôi, bẩn hết rồi, để tôi phủi cho. Anh phủi gì chứ? An Kiệt, mau phủi áo cho trung đoàn trưởng Giang đi, ở đằng trước ấy. Đừng phủi ở đây, ra ngoài đi. Anh giống như nông dân vậy, còn vác theo bao bột mì nữa, còn ra thể thống gì? Em không phủi áo cho anh à? Anh chính là nông dân. Cảm giác vác mì thật tuyệt, vừa thân thiết vừa gần gũi. Lại nghĩ là mang cho em ăn, anh lại càng vui. Anh càng ngày càng biết ăn nói rồi đấy. Không tốt à? Không tốt. Nói ngon nói ngọt có gì hay? Thế dùng hành động thực tế không được à? Không được. Nhẹ chút chứ. Hết giờ học là tôi chạy tới đây. Trên đường bụng đã sôi réo. Không biết hôm nay anh tới nên không chuẩn bị được món gì ngon. Thế này còn không ngon nữa. Thường ngày ăn thế này là rất ngon rồi. Nếu có thêm chút rượu thì càng tốt. Đi lấy rượu đi. Trung đoàn trưởng Giang, anh uống loại rượu gì? Uống loại gì mà đi ý nhỉ? Brandy, uống lại đó đi. Anh bảo rượu đó say lắm mà, hôm nay lại muốn uống say à? Em không hiểu rồi, thế này gọi là ngã ở đâu đứng lên ở đó. Anh không tin nó cứ dễ say mãi thế. Chị cười gì vậy? Mọi người cùng uống chút đi, uống cùng tôi một chút được không? Trung đoàn trưởng Giang, hôm nay anh có chuyện gì phải không? Sao cảm giác như anh giành được giải thưởng gì vậy? Còn lợi hại hơn cả giải thưởng ấy chứ, chị uống đi. Uống xong tôi sẽ nói. Được. An Kiệt, Tết năm nay chúng ta tổ chức đi. Sao? Được rồi à? Cấp trên phê chuẩn rồi ư? Chỉ còn đợi cô ấy phê chuẩn nữa thôi. Trung đoàn trưởng Giang, anh không cần phải giải ngũ nữa đúng không? Cô út của cháu cũng không phải nhảy vào hố lửa nữa đúng không ạ? Cái gì? Em phải nhảy vào hố lửa ư?
Cô Út muốn nhảy, nhưng mẹ cháu không cho. Thôi nào, con nói linh tinh gì vậy? Mẹ nói khi nào chứ? Mẹ nói rồi mà, mẹ nói rồi. Vậy tôi mời chị một ly. Tôi biết chị muốn tốt cho cô ấy. Nào. Trung đoàn trưởng, không phải thế, tôi uống trước nhé. Trung đoàn trưởng, anh cũng nên mời người định nhảy vào hố lửa chứ. Nên chứ. Đúng là phải mời. Một ly nữa. Giỏi thật, tửu lượng của em lớn quá nhỉ. Vậy là em duyệt rồi đúng không? Duyệt rồi. Chắc chắn là duyệt rồi. Nào, cả nhà ta cùng nâng ly chúc mừng. Nào. Chị ơi, chị cũng uống một ly đi. U Tôn cùng uống một ly đi. Nào nào. Rót cho U Tôn đi. Được rồi. Chúng ta cùng chúc mừng. Nào. Chúc mừng. Mời vào. Phòng này để trống một thời gian rồi. Được đấy. Được à? Cô vợ thắng chạp của anh ở đây có được không? Sao lại không được? Ở đây hơn ở Siberia nhiều. Ngay cả hố lửa cô ấy còn dám nhảy vào, lại không thể ở đây sao? Ở rể không tốt hơn à? Có phúc không hưởng, nhất định đòi ra ngoài chịu khổ. Anh không hiểu đâu. Đây là vấn đề nguyên tắc, cũng là vấn đề thể diện. Anh không muốn ở rể, nhưng vấn đề nguyên tắc này tôi không hiểu. Cuộc hôn nhân này của anh đã là không theo nguyên tắc rồi, còn mặt mũi nhắc hai từ nguyên tắc với tôi ư? Phải, tôi đã làm trái nguyên tắc rồi, thì không thể làm trái thêm lần nữa. Tôi đường đường là đảng viên cộng sản, sao có thể ở trong kiểu nhà họ được? Được rồi, đừng có cao giọng với tôi. Anh kết hôn được với người ta, lại không thể ở trong nhà người ta ư? Tất nhiên là không thể rồi. Tôi lấy cô ấy giống như là làm tan xã họ, hiểu không? Nói vậy thì nếu anh ở rể, thì có nghĩa là đánh vào nội bộ quân địch. Chẳng phải còn lợi hại hơn là làm tan xã họ ư? Chị cũng thật là mất công làm gì, tìm một thợ may làm là được. Thợ may làm và chị làm có thể giống nhau được sao? Được rồi, chị muốn làm thì làm đi, không chê phiền thì cứ làm đi. Em có thái độ gì thế? Đâu có giống người sắp kết hôn. Người sắp kết hôn thì nên như thế nào? Không vui nổ trời thì cũng nên vui vẻ hớn hở, dù sao cũng không phải ủ rột như em. Em cũng không biết là thế nào nữa. Sắp phải kết hôn với anh ấy rồi. Trong lòng em rối như mớ bòng bong, phiền chết đi được. Em có chút không cam tâm. Có lẽ là vậy. Có lẽ sao? Chính là vậy. Em nói xem. Lúc đầu em còn dám nhảy vào hố lửa. Giờ em không phải nhảy vào nữa. Sao em lại đánh trống lui quân thế? Cũng không phải đánh trống lui quân, mà là có chút không cam tâm. Em không cam tâm cái gì? Ừ nhỉ? Em không cam tâm gì chứ? Có thể vì trước đây em tưởng tượng tình yêu quá đẹp, quá lãng mạn. Em cứ nghĩ có một ngày chàng trai vừa cao to, vừa đẹp trai đứng trước mặt em, mặc một bộ âu phục màu trắng, thắt cà vạt đỏ, nhìn em tràn đầy yêu thương dưới ánh trăng, thì thầm bên tai em: An tiểu thư, anh yêu em. Đơn giản mà. Giang Đức Phúc chẳng phải nghe lời em hết sao? Em bảo anh ta nói vào tai em: An tiểu thư, anh yêu em, là được mà. Anh ấy đâu có nghe lời em. Hôm đó em bảo anh ấy quỳ xuống cầu hôn em, anh ấy không đồng ý. Còn nói gì mà đầu gối đàn ông có sắt vàng.
tức chết đi được. Điểm này của Giang Đức Phúc rất đáng yêu đấy. Chỉ có điểm đó đáng yêu thôi à? Anh ấy còn nhiều điểm đáng yêu lắm. Vừa rồi còn không cam tâm mà, giờ đã bảo vệ rồi. Vốn là không cam tâm mà. Kết hôn cái kiểu gì không biết. Nhà thờ cũng không được bước vào, váy cưới cũng không được mặc. Một hôn lễ đàng hoàng cũng không có. Nói vậy thôi, em đừng có cằn nhằn mãi, để chị dâu nghe được lại lo lắng cuống lên. Chị ấy lo cái gì chứ? Anh trai và chị dâu rất hài lòng, thậm chí là đắc ý với cuộc hôn nhân của em. Em không thấy mấy hôm nay chị dâu đặc biệt tốt với em ư? Suốt ngày đi theo em hỏi, em út à, em muốn ăn món gì? Em út à, tối nay em muốn ăn món gì? Anh đi rồi, tôi sẽ thành cô gia quả nhân. Anh sẽ được nhận đãi ngộ cao, được ở một mình một phòng. Cũng phải, từ nay không phải nghe anh ngáy nữa. Tôi cũng vậy, từ nay có thể ngủ yên rồi. Anh đừng mơ, chưa yên được đâu. Tặng anh món quà cưới này, sẽ dùng đến trong đêm tân hôn. Cái gì đây? Rõ thật là sao lại tặng tôi chiếc khăn bông trắng, thật không may mắn. Anh không hiểu thật hay vờ hồ đồ đấy. Cũng đâu phải anh lần đầu có đêm tân hôn đâu. Tôi giả hồ đồ gì chứ? Chẳng lẽ quê anh không có tập tục đó trong đêm tân hôn ư? Có khi người vợ đầu của anh không còn là gái trinh nữa. Anh nói linh tinh gì vậy? Đây đều là đồ cưới của em sao? Sao? Anh chê ít à? Chê ít? Anh chê nhiều. Nhiều quá. Không được. Ảnh hưởng không tốt. Giảm một nửa đi. Không không. Phải giảm hơn một nửa. Giảm 2/3 đi. Em chỉ mang theo một số thứ cần thiết thôi. Đây đều là thứ cần thiết mà. Tất cả ư? Được lắm, cái này cũng cần thiết ư? Cần thiết. Cái này cũng thế à? Cũng thế. Không được, không được. Em phải giảm thiểu đi. Sống cùng anh cuộc sống gian khổ giản đơn. Anh đã thề là sẽ cho em cuộc sống tốt mà. Gian khổ giản dị cũng là cuộc sống tốt à? Gian khổ giản dị tất nhiên là tốt rồi. Đó là cuộc sống Mao Chủ tịch khởi xướng. Chẳng lẽ em không muốn sống thế ư? Đừng lấy Mao Chủ tịch ra dọa em không sợ đâu. Em to gan thật đấy. Đến Mao Chủ tịch cũng không sợ. Ý em không phải vậy. Thế ý em là gì? Chẳng có ý gì cả. Không ý gì hết. Thôi, không kết hôn nữa. Kết hôn như thế này còn ý nghĩa gì nữa? Kết hôn như thế này là như thế nào? Là cuộc sống gian khổ giản dị mà anh muốn ấy. Em không cần. Em không muốn sống cuộc sống giản dị gian khổ. Muốn sống thì anh sống đi. Em không thích.
Thôi được rồi, giận dỗi gì chứ. Làm gì đấy? Thế có cho mang hết những thứ này đi không? Mang thì mang, nhưng cũng không được mang hết. Anh làm vậy không phải vì tốt cho một mình anh mà cũng là tốt cho em. Sao lại tốt cho em? Để tránh người ta nói em phải cắt thêm tiền, khó nghe lắm. Chẳng lẽ em muốn nghe phải cắt thêm tiền ư? Em phải cắt thêm tiền ư? Anh biết em không phải cắt tiền, nhưng người khác đâu có biết. Chúng ta có quản được miệng lưỡi thế gian không? Không mang gì nữa, không mang theo gì nữa. Thế thì càng tốt, anh sẽ không phải chịu gánh nặng gì. Em còn mua cho anh một bộ Âu phục, đúng là tự mình đa tình. Em nói sao? Em mua Âu phục cho anh ư? Vâng. Khốn kiếp, đây là anh sao? Không được nói tục, quân tử không được nói tục. Anh là quân tử sao? Anh giống quân tử không? Giống. Giống lắm. Không ngờ anh lại là một quân tử đẹp trai. Anh Giang, em yêu anh. Anh cười cái gì? Anh nghe có hiểu gì không? Về nhá. Anh nhìn em làm gì? Em mặc bộ này rất đẹp. Muộn rồi, chắc không có ai đến nữa đâu nhỉ? Chúng ta đi ngủ đi. Chúng ta đi ngủ đi. Anh đã đánh răng rửa mặt chưa? Em bảo sao? Anh đánh răng rửa mặt chưa? Rồi. Chiều nay anh tắm rửa ở nhà tắm, cả người tắm gội sạch sẽ rồi. Thì cũng phải đánh răng rửa mặt mới đi ngủ chứ. Chẳng lẽ anh không đánh răng rửa mặt trước khi đi ngủ à? Có hôm đánh răng rửa mặt, có hôm không? Trước khi đi ngủ sao lại không đánh răng rửa mặt chứ? Có hôm mệt mà, nằm xuống là ngủ, đâu còn kịp đánh răng rửa mặt. Em mong anh có thể thay đổi, ngày ngày đánh răng rửa mặt cho thành thói quen. Đây là thói quen vệ sinh, là thói quen văn minh. Được. Được, chỉ cần em nói đúng, anh sẽ phục tùng, chúng ta sẽ làm theo. Đó là Mao Chủ tịch dạy thế. Mao Chủ tịch còn dạy anh chuyện đánh răng rửa mặt à? Là anh tự bịa ra phải không? Là Mao Chủ tịch nói, anh dám bịa ra sao? Anh nói em nghe, tuy rằng Mao Chủ tịch không dạy cụ thể bọn anh đánh răng thế nào, rửa mặt ra sao, nhưng Mao Chủ tịch dạy bọn anh nhất định phải khiêm tốn tiếp thu ý kiến của các nhân sĩ ngoài đảng. Bây giờ anh sẽ đi đánh răng rửa mặt. Chỉ đánh răng rửa mặt thôi chưa đủ, phải rửa cả chân nữa. Tốt nhất là phải rửa cả... Rửa gì nữa? Rửa phần dưới. Cái gì? Em nói sao? Nói to lên. Rửa phần dưới. Hả? Còn phải rửa cả mông à? Sao anh nói khó nghe thế? Nó là phần dưới thôi. Chẳng phải như nhau sao? Khác nhau. Nói phần dưới văn minh hơn. Nói mông nghe thô lỗ lắm. Thế em nói là giữa eo và đùi có phải càng văn minh hơn không?
Anh biết cũng nhiều đấy, còn biết giữa eo và đùi là mông. Anh không biết giữa eo và đùi gọi là mông đâu, chỉ biết gọi là mông. Thôi được rồi, em nói thế nào là thế ấy. Em nói sao cũng được. Em bảo anh rửa gì anh rửa đó. Anh làm ngay đây. Anh nên đánh răng trước, rửa mặt sau. Đây là quy định của ai? Lại của tên khốn gọi là văn minh phải không? Đáng ghét. Cái chậu không có hoa này là của anh, chậu có hoa kia là của em. Đừng có dùng lẫn lộn nhé. Thảo nào em mang từ nhà đi một đống chậu, anh còn tưởng em đầu cơ mang đi bán nữa. Anh cầm lấy. Chậu to rửa chân, chậu nhỏ rửa phần phụ. Em không xem à? Không kiểm tra giám sát ư? Anh xin hỏi, anh nên rửa phần nào trước? Tùy anh, tùy ý anh. Khốn kiếp. Mất công vào cái việc này. Em làm gì bên trong mà lâu thế? Em xong ngay đây. Thơm thế. Em bôi cái gì mà thơm thế? Nào, lên đây. Sao thế? Có chuyện gì à? Em lại có chuyện gì thế? Giờ cứ nghe em có chuyện là anh lại căng thẳng. Bà cô ơi, em cứ nói đi chứ. Có chuyện gì? Cũng không phải chuyện gì lớn. Chỉ là... Là gì? Em đến tháng rồi. Đến tháng gì? Đến tháng hành quân. Hành quân gì? Ngày đen đủi ấy. Đáng ghét, sao cứ hỏi thế? Thì cũng đừng đứng thế chứ. Lên giường đi. Thế anh đừng động vào em nhé. Được không? Em đã thế rồi, anh động vào em thế nào được? Anh không động vào em đâu. Lên đi. Anh quay mặt đi. Tại sao? Được rồi. Anh quay mặt đi. Xong chưa? Sao em lại mặc quần áo vào? Đây là quần áo ngủ mà. Nhiều tật xấu quá.
Lên đi. Đề nghị anh mặc quần áo ngủ vào. Xong rồi, em quay mặt lại đi. Em xem, thế này được chưa? Em đừng căng thẳng, thoải mái đi. Anh đừng động vào em. Em coi anh là người thế nào chứ? Là người xấu? Là lưu manh sao? Em xin lỗi, em không cố ý. Anh sẽ tránh xa em, xa một chút. Thế này được chưa? Ngày đen đủi của em, sớm không đến, muộn không đến, lại đến đúng hôm nay. Làm sao em biết được, sớm hơn bình thường một tuần. Sao không lùi một tuần chứ? Đừng ậm ừ chứ. Nói chuyện cùng anh một lúc. Em không biết phải nói chuyện gì. Muốn nói gì thì nói, tùy em. Người vợ ở quê của anh có xinh không? Em hỏi chuyện đó làm gì? Anh bảo em muốn hỏi gì thì hỏi mà, dù thế cũng không thể hỏi linh tinh được. Nhất là vào những lúc như thế này. Anh đã từng có vợ, còn không cho người ta hỏi ư? Thôi được rồi, tắt đèn, đi ngủ. Anh làm gì thế? Trông em sợ kìa. Yên tâm, anh sẽ không động vào em đâu. Cảm ơn anh. Em đừng cảm ơn anh. Chúng ta nói trước nhé. Đợi qua ngày đen đủi, em không được cấm anh động vào em. Đủ đáng ghét. Một, hai, ba, bốn. Một, hai, ba, bốn. Một, hai, ba, bốn. Một, hai, một. Đứng lại. Đứng. Sang trái, quay. Nhìn sang phải. Dồn hàng.
nhìn trước thẳng. Giải tán. Được đấy, anh Giang, sung sức nhỉ. Thế này gọi là có chuyện vui, tinh thần sảng khoái. Anh không cần phải ra thao trường đâu, ai bảo thế, đêm tân hôn mà. Vớ vẩn, đây là sáng tân hôn rồi. Thấy giọt hồng không? Tất nhiên là thấy rồi, cả một đống ấy chứ. Tạm biệt đồng chí nhá. Tạm biệt. Khốn kiếp, hãnh tiến quá. Em làm gì thế? Em có làm gì đâu. Không làm gì sao lại hốt hoảng? Em có hốt hoảng đâu. Em không hốt hoảng sao? Không, em hốt hoảng gì chứ? Thế em giấu gì đấy? Có giấu gì đâu. Không giấu gì sao? Giấu gì chứ? Để anh xem. Có tật giật mình sao? Xem đi, anh muốn xem thì xem đi. Anh đói chết mất. Anh về rồi à? Đói đến mức bụng anh sôi ùng ục rồi. Anh Đinh cũng nghe thấy. Chắc anh ta lại nói gì em rồi phải không? Em đoán trúng luôn. Em đoán xem anh ta nói gì. Anh ta bảo, vợ anh không cho ăn sáng à? Vậy anh trả lời thế nào? Anh nói vớ vẩn, tôi ăn no đến mức xa dạ dày rồi ấy chứ. Anh được đấy, hiểu biết không hề ít, còn biết xa dạ dày nữa. Cũng không thể để em dạy anh nhiều ngày uổng công được. Ngày ngày dọa anh, cái này không được ăn, cái kia không ăn được, cẩn thận bị bệnh này bệnh kia. Thì đúng thế mà, mấy thói xấu của anh không sửa đi thì sẽ thêm bệnh mới. Được rồi, đừng dọa anh nữa, anh sẽ thay đổi, được chưa? Hôm nay ăn gì đấy? Anh không biết tự nhìn à? Sao lại làm món này? Sao thế, không ngon à? Không phải không ngon, em có thể đổi món khác không? Đổi món khác đi. Anh bảo em sống cuộc sống giản dị gian khổ cùng anh, đòi hỏi như anh mà gọi là giản dị gian khổ ư? Sữa và trứng còn không được, đòi đổi món à? Không phải anh chê không ngon, mà anh chê nó quá ngon, ngon đến mức anh không quen, ăn không no. Sao lại ăn không no? Người nước ngoài cao lớn như thế còn ăn no được, sao anh lại không ăn no được? Người nước ngoài có dạ dày người nước ngoài. Anh là người Trung Quốc, có dạ dày người Trung Quốc. Mấy thứ này vào dạ dày anh không ở lại được. Đi tiểu một bãi là hết. Không đói được sao? Thôi thôi, đang ăn nói chuyện nó làm gì, ghê chết đi được. Thật lắm tật xấu. Ghê cái này, ghê cái kia. Cứ như bọn em không đi tiểu tiện đại tiện ấy. Giận rồi à? Anh sai rồi, anh sai rồi. Anh không nên nói em có nhiều tật xấu. Sau này anh cũng không nói chuyện tiểu tiện, đại tiện trên bàn ăn nữa. Anh còn sai ở đâu nữa? Anh nói xem. Anh thật sự không biết, anh đang hỏi em mà. Lúc về anh đã rửa tay chưa đấy? Thôi đúng rồi, đói quá quên cả rửa tay, rõ thật là.
Đừng quên sát xà phòng đấy nhé. Biết rồi, đang rửa đây. Anh sát xà phòng rồi, nhưng hơi ít. Đừng nghiêm trọng vậy chứ, không phải chuyện đó. Vậy là chuyện gì? Anh lau tay bằng gì? Khăn bông. Thế kia là cái gì? Anh lại sai rồi, anh lại phạm lỗi rồi. Thế này thì rửa tay bằng không rửa. Anh đi rửa lại nhé. Anh đi rửa lại đây. Anh làm gì thế? Tắm à? Em ngửi đi, anh đã sát xà phòng, em không ngửi, anh sát hay không thì tùy. Em không kiểm tra à? Không kiểm tra thì anh ăn nhé, ăn đi. Có gì để ăn chứ? Thế này thì không ghê à? Vậy lần sau em sẽ làm cho anh chín hơn. Chín hơn thì cũng ích gì, chín hơn thì cũng không no được. Rốt cuộc anh phải ăn gì thì mới no? Vẫn là màn thầu và cháo ăn được no, em lại không chịu làm. Buổi sáng em có thời gian không? Vừa phải quét dọn vệ sinh, vừa phải làm bữa sáng. Không cần ngày nào cũng phải quét dọn. Nhà ta giờ sạch sẽ đến mức anh không dám ở nữa. Không quét dọn em mới không dám ở đấy. Thế này vậy, em về nhà em ở nhá. Xem kìa, em lại uy hiếp anh phải không? Dọa anh sao? Anh phục em rồi, anh sợ rồi được chưa? Ai cần anh sợ chứ? Chỉ là màn thầu, cháo thôi phải không? Em nấu cho anh ăn là được chứ gì? Thế thì anh phải thật sự cảm ơn em. Cảm ơn thế nào? Đợi đến tối nhá. Tối anh sẽ cảm ơn đàng hoàng. Không biết xấu hổ à? Lấy gì lau đấy? Ôi mệt chết mất. Em nhiều thói xấu thế. Anh mới nhiều thói xấu ấy. Phiền nhiễu. Anh bàn với em một chuyện. Chủ nhật này anh mời khách được không? Mời ai? Mời bạn học. Ngày nào họ cũng đòi uống rượu hỉ của chúng ta, còn muốn đến nhà chúng ta uống. Có anh Đinh không? Tất nhiên là có chứ. Anh ta đòi nhiều nhất đấy. Không mời ai cũng được, nhưng anh ta nhất định phải mời. Được, em sẽ chuẩn bị một bàn đầy màn thầu và cháo cho họ ăn thật no, để tránh họ nói này nói nọ sau lưng. Cứ như em nợ họ cái gì vậy. An Kiệt, anh cứ đi theo sau mông em làm gì thế? Sau hông, không phải là mông. Anh cứ đi theo sau lưng em làm gì? Thế lại càng văn minh. Anh đến thương lượng với em một chuyện. Chuyện gì? Chuyện chồng hát vợ phụ họa. Tất nhiên, thường ngày chắc chắn là vợ hát chồng phụ họa. Tối nay mời khách. Em xem em có thể tạm thời điều chỉnh một chút, phối hợp với anh không? Chúng ta giả vờ chồng hát, vợ phụ họa được không? Tại sao? Anh nói em nghe, đấy là anh muốn tốt cho em. Mấy vị chiến hữu, bạn học của anh tối nay đến ăn cơm là đến để cười em đấy. Đến để cười em có gì mà đáng cười? Họ cho rằng
Thường ngày chắc chắn em là tiểu thư nhà giàu được cơm bưng nước rót, chắc chắn là không biết làm việc gì và rất ghê gớm. Nhất là lão Đinh, rêu rao ra bên ngoài. Nào là lão Giang ở nhà phải làm tất cả mọi việc, rất chịu đựng, rất thiếu ý chí. Lão Đinh là thứ chẳng ra gì, không dạy dỗ hắn đàng hoàng, hắn lại đi nói linh tinh khắp nơi. Đúng thế, cho nên phải cho hắn cái bạt tai thật kêu. Phải dùng hành động chồng hát, vợ phụ họa, được không? Sao em phải hành động cho hắn xem? Tối nay không cho hắn đến nữa, còn đòi đến uống rượu, đòi đến xem náo nhiệt ư, đừng có hỏng. Xem em kìa, sao không biết kiềm chế thế? Vừa nói vài câu đã nổi giận. Em mà như vậy, sau này anh biết nói thật với em thế nào? Anh thử không nói thật xem. Cho nên cái gì? Có được không? Để em nghĩ đã.